Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay em về được cây bóng vít của Edman 18V nè. Máy đẹp liền lạc ha, cao su còn ok ha. Đây tem nè. Từ tốc từ 0 tới 2008, lực 170 N ha. Rồi, cái chức năng máy nè. Đảo chiều nè. Điều tóc ok ha. Rồi ha, bộ này em bán một máy, hai pin, một pin zin, một pin đóng mới ha, một sạc adapter 220 đầy báo đèn. Rồi, một máy hai pin một sạc ha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ em nha. Rồi, cảm ơn anh em.